Chào quý vị các bạn, hôm nay Phương vừa xuống lá cây si búp đỏ chơi dăm. Càng ngày cây càng già quý vị các bạn ạ. Để tôi quay cây để các bạn cùng ngắm một tác phẩm si búp đỏ. Và tên của cây là Cổ Truyền Nhân Sinh, một cây si cổ, dáng cây cổ, tay cành tự nhiên. Đấy, dằm các bạn này, nhìn dằm rất là sướng. Một dòng si búp đũa xịn. Các bạn chơi si chắc các bạn biết dòng si búp đũa này là thân dây nó kết lại chứ không phải là thân liền lạc các bạn nhé. Đây, nó rất là già. Già đến tận chi dăm cành. Đây các bạn này, nó già địa y lên đến tận tai cành. Đây mình đang để các cành thở để cho nó u cục, u ra như thế này, nó u đẩy thân ra này. Nhìn cây nó càng ngày nó càng biến hóa, chân bệ ngày càng dày hơn và nhìn nó đẹp lắm các bạn. Đây các bạn nhìn thấy này, cái u của nó đẩy ra này, u đẩy ra nhìn rất là u bíu. Đây cái nu này, nu thân nó đẩy ra các bạn, đấy nó cứ đẩy ra u cục cái này. Đây là si búp đũa nha các bạn. Cành thở mình đang nuôi nó đẩy ra cũng khá mạnh, chân bệ. Cây thì tổng bóng nó cao tầm khoảng 1m2. Tay bông theo lối tự nhiên tản vân, nó cũng không gò bó cắt giật nhiều, muốn một số điểm chuyển giật nhưng mà nó cũng không lớn lắm. Đấy, tay cành nó cơ bản tự nhiên, nó theo lối cổ ngày xưa của các cụ chứ không theo lối mới bây giờ. Rất phù hợp với lại những cái nhà cổ, nhà thờ đặt phía trước thì rất là hợp. Cây già. Đây các bạn nhìn thấy địa y nó lên già. Trắng cây. Tay dăm các bạn. Tay dăm bông. Các mảng bông rất là phù hợp đối với cây. Chơi được tứ diện. Góc nào cũng ngắm được nó cả, không nhất thiết mặt chính hay mặt phụ. Bạn hợp duyên thì sau này có thể là thay cái chậu am tròn thì nó sẽ hợp với bóng hơn. Nhưng mà chậu như thế này thì cũng cơ bản là cũng đang phù hợp với cây. Không có gì là nó khác với chậu lắm, nó chậu nó vẫn phù hợp. Đang để tôn cây thì các bạn nên thay cái an tròn đắp tay theo phong cách Huế thì rất là phù hợp. Cây này ở tầm khoảng 2 đến 3 năm nữa các chân bệ nó đang bò ra đây các bạn. Và rễ nó to hơn thì rất là đẹp, trời
Nếu các bạn mà cảm thấy hợp thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0974 299 099 để chúng ta có thể trao đổi. Cảm ơn quý vị các bạn.